Jennifer và Xuân Quỳnh rất vui gặp lại quý vị khán giả ngày hôm nay trong chương trình Vẻ đẹp Vĩnh Hằng, một chương trình được bảo trợ bởi công ty dược mỹ phẩm Forever Beaumont. Và với chủ đề ngày hôm nay thì Xuân Quỳnh tin chắc rằng được rất nhiều quý vị khán giả yêu mến quan tâm, và đặc biệt là những quý vị khán giả nào có làn da dầu. Chủ đề ngày hôm nay đó chính là nguyên nhân gây ra tình trạng da dầu và cách chăm sóc làn da dầu. Xin chào Jennifer. Dạ, xin chào chị và xin chào quý vị. Da dầu đó thường những da khô, nhiều lúc tới mùa hè họ cũng bị da dầu nữa. Thường da dầu đó mình có những cái sự hiểu lầm về chăm sóc làn da, trở lại nó sẽ bị dầu thêm trên làn da, mà khi mình có da dầu đó rất là khó để mang make up lên, mình lựa chống nắng cũng khó nữa. Và quý vị để ý là nửa ngày khoảng 1-2 giờ là cái trán của mình nó rất là bóng. And so ngày hôm nay Jennifer và chị Xuân Quỳnh sẽ chia sẻ với quý vị là cách săn sóc làn da dầu, về những cái loại sữa rửa mặt, những cái loại kem hoặc là những cái loại kem chống nắng nữa. Nhắc đến da dầu đó thì Xuân Quỳnh nhớ là Jennifer có chia sẻ là Jennifer là một người có cái làn da dầu. Thì nguyên nhân nào mà mình có cái làn da dầu, có phải là do cái vấn đề di truyền hay bẩm sinh mình có không Jennifer? Di truyền cũng là một reason tại sao cái làn da mình bị dầu. Cái tiếp nữa là cái cách săn sóc làn da, giống những cái loại kem mà mình dùng, nó có hợp với làn da mình hay không. Tại sao ở ngoài thị trường nó có rất là nhiều loại kem? Tại vì tùy theo cái làn da của mình, những cái thành phần trong đó sẽ hợp với là da dầu hoặc là da khô. Cái tiếp nữa là cách săn sóc làn da của mình, nếu mà mình là một người da dầu tại di truyền hay là cái làn da của mình nên biết săn sóc một cách để cho nó kỹ hơn và nó khác hơn người da khô. Em thấy là cái diet của mình cũng rất là quan trọng để chăm sóc làn da, tại vì có nhiều lúc những gì mà họ ăn khoai tây chiên nhiều, trà sữa nhiều, những hoặc cái loại đường mình dùng nhiều, những cái loại sản phẩm mà có nhiều đường phải không ạ? Dạ. Thì nó cũng khiến cho cái làn da mình nó sẽ dầu nhiều hơn nữa. Thế thì Xuân Quỳnh có một câu hỏi với Jennifer, đó là khi mà mình gặp cái vấn đề là hoặc là mình cái da mình đang dầu đó, thường mình không có thói quen là mình sử dụng moisturizer, kem dưỡng da, thì như vậy đúng hay không? Tại vì mình nghĩ là cái làn da của mình không có bị khô thì mình đâu cần dùng moisturizer. Nó có những loại kem ở ngoài đó mà nó có thể giúp nuôi dưỡng và balance cái pH trong làn da của mình. Nhiều lúc cái làn da mình nó bị dầu á, cũng cái nguyên nhân tại vì cái lớp da của mình nó không có balance ra. Có nhiều lúc nó nhiều nước quá hay là nó ít dầu, nó không có đủ dầu, bởi vì da quý vị thấy vậy nó mới tạo ra dầu thêm. Quý vị để ý á, nếu mà cái làn da mình nhiều dầu, nhưng mà nếu mà quý vị dùng những cái sản phẩm đúng đó, nó sẽ làm cho đỡ dầu trên làn da. Như Jennifer có chia sẻ là vấn đề về di truyền là một, cũng như là những cái gì mình ăn uống vào cơ thể, hoặc là cái việc mà mình sử dụng cái moisturizer, hoặc thậm chí là nếu mà mình tẩy da nhiều quá, phải không? Tẩy da chết nhiều quá thì nó cũng khiến cho cái tình trạng là da nó sẽ trở lên dầu. Thì còn nguyên nhân nào khác không Jennifer? Nếu mà quý vị không có giống như đụng mặt nhiều, những cái bụi bặm trên là lên da mình, nó không phải là gây mụn ra nhưng mà nó sẽ làm cho dầu thêm. So đầu tiên Jennifer muốn share với quý vị cái tip đầu tiên á, đó là mình là da dầu, mình nên dùng sữa rửa mặt mỗi ngày 2 lần. Ở nhiều lúc quý vị để ý là mình da dầu nhưng mà mình nghĩ là mình không có cần rửa mặt đâu, mình rửa mặt nó sẽ bị dầu thêm. So quý vị muốn là rửa mặt sáng 1 lần và tối 1 lần. Wow, theo Jennifer thì Xuân Quỳnh biết là bên ngoài trên ngoài thị trường đó thì mình có rất là nhiều cái loại sữa rửa mặt khác nhau. Thì mình làm sao mình tìm được một cái loại sữa rửa mặt thích hợp và đặc biệt là thích hợp cho làn da bị dầu nữa? Làn da dầu đó thì quý vị muốn lựa một cái loại rửa mặt nào mà nó không có làm khô cái làn da của mình, và nó cũng có những cái thành phần giống như olive oil hoặc là nhẹ. Quý vị nghĩ là da mình da dầu, mình không có nên dùng oil trên làn da. Nhưng mà có nhiều lúc Jennifer muốn nhắc là da mình bị dầu tại vì mình thiếu dầu trong làn da, so cái da mình nó tạo ra nhiều hơn. So giống như cái sữa rửa mặt nhẹ của Forever Beaumont, tại sao những người da dầu họ rất là thích, tại vì họ càng xài thì càng nhẹ, họ thấy là đỡ dầu trên làn da. Sữa rửa mặt nhẹ này Jennifer xài là mỗi ngày 2 lần, sáng 1 lần, tối 1 lần, chỉ cần một ít thôi thì nó sẽ bọt ra thành một cái kem rất là mềm cho cái làn da của mình. Và tuần trước thì Xuân Quỳnh và Jennifer cũng đã gửi đến quý vị những cái thông tin rất là hữu ích khi mà mình sử dụng tinh bột nghệ. Thì nhắc đến tinh bột nghệ đó thì có thể nói là đây là một cái loại tinh bột mà có những cái dược tính rất là tốt cho sức khỏe và đặc biệt là làn da. Và tuần này thì Jennifer gửi đến quý vị những cái thông tin về sữa rửa mặt nghệ và đặc biệt tốt cho làn da của quý vị khán giả nào mà bị dầu. Có nhiều quý vị cái bộ nghệ này họ thích, những quý vị đó thích mua là một cái sữa rửa mặt nghệ để họ xài hàng ngày
nhai một cái kem nhẹ. Tại vì quý vị biết rồi, khi mà mình bị da dầu, da mình cũng có thể nổi mụn nữa. Sau cái kem nhẹ đó mình có thể thoa lên những cái vết mụn để cho nó thâm xuống liền và trị những cái vết thẹo luôn. Và quý vị có thể thêm, lựa chọn thêm là một cái sản phẩm nó gọi là gel tẩy tế bào chết. Cái làn da quý vị muốn lúc nào cũng là nó gọi là exfoliate cái làn da của mình để cho nó có cơ hội làn da mới mà, nó là làn da mới ra, nó gọi là tẩy tế bào chết và tái tạo làn da của mình á. So quý vị có thể lựa chọn cho cái sản phẩm thứ ba, đó là cái gel tẩy tế bào chết. Jennifer ơi, khi mà mình rửa mặt đó thì mình có Xuân Quỳnh thấy là đôi khi mình hay quan niệm là mình phải dùng thật là mạnh để mà loại bỏ được cái da chết trên mặt. Dạ. Có không? Dạ. Nhưng mà chắc chắn là đây là một cái hành động rất là sai lầm, tại vì đôi khi mình làm tổn thương cái làn da, bởi vì da mặt là cái vùng da mà nó rất là dễ nhạy cảm mà nó cũng rất là mỏng nữa. Dạ đúng rồi. Nếu mà quý vị có một cái loại sữa mặt ở nhà mà nó có cát trong đó, hay là nó gọi là exfoliating, quý vị nên hạn chế cái sử dụng của nó. Một tuần mình chỉ nên xài những cái exfoliator, những cái gel tẩy tế bào chết cũng vậy, 1 đến 2 lần thôi. Những quý vị nào mà da dầu rất là dầu đó, hay là da khô rất là khô đó, quý vị có thể xài là đến 2 lần một tuần. Thì cái cách Jennifer thích xài cái gel tẩy tế bào chết cho da dầu của Jennifer đó là trên da mặt khô, sau khi mình tẩy, mình đã remove cái makeup của mình, quý vị lấy một ít cái gel tẩy tế bào chết thoa lên cái làn da của mình, mà massage và kì những cái da chết để cho nó bong ra. Nó rất là nhẹ, nó gọi là peeling gel, nhưng mà thật ra nó không có lột cái làn da của mình, nó tẩy tế cái bào chết trên làn da thôi. Vừa rồi thì Jennifer có chia sẻ 2 cái tip, và đầu tiên là mình sử dụng sữa rửa mặt nghệ cho cái làn da dầu, và thứ hai là mình sử dụng peeling gel nhẹ nhàng tẩy cái tế bào chết cho làn da. Thế còn những cái tip nào mà giúp cho cái làn da dầu, những ai mà có làn da dầu không Jennifer? Quý vị cứ nhớ đó là Jennifer da dầu, mà mình có thể trị cái đó được. Tuy nhiên nếu mà nó là di truyền, da quý vị cũng sẽ bị dầu, nhưng mà mình có thể làm cho nó đỡ dầu. Thì đầu tiên là nhớ rửa mặt sáng lần tối lần, dùng một cái exfoliator giống như cho tẩy tế bào chết. Và sau khi quý vị rửa mặt sạch rồi, nhớ là dùng cái khăn sạch để đắp vào để cho nó khô cái làn da. Quý vị đừng có bao giờ chùi cho nó mạnh quá. Tại vì khi cái làn da quý vị nó bị sensitive hay nó cảm thấy nó đang bị tổn thương, nó đỏ lên á, nó sẽ trở lại bị dầu thêm. Cái tiếp nữa đó là Jennifer muốn recommend những quý vị nào mà bị da dầu đó, là khi mình dùng cái toner, nhớ lựa chọn những cái toner nào mà không có alcohol. Chị Xuân Quỳnh là da khô nhưng mà chị cũng đâu có dùng toner có alcohol đâu, không? Đúng rồi, tại vì những cái loại toner mà nó có alcohol nó sẽ làm thay đổi cái độ pH trên cái làn da của mình. Nó làm cho cái làn da của chúng ta nó dễ bị kích ứng hơn, rất là nhạy cảm nữa. Và alcohol nó cũng rất là khô cái làn da nữa. Mà nó càng khô làn da dầu đó thì quý vị để ý là cái pH nó không có điều đặn. Xuân Quỳnh thấy là có một cái số sản phẩm mà remove makeup á, nhưng mà nó có alcohol trong chảo, mình sử dụng đó mình cảm thấy là nó bị rát cho cái làn da của mình nữa. Đúng. So nếu mà quý vị có xài toner ở nhà, bây giờ thị trường nó có rất là nhiều loại toner mà nó không có alcohol trong đó. So quý vị nhớ là nếu mà dùng toner, toner cũng tốt cho da dầu, nhưng mà quý vị lựa cái nào mà nó không có cái thành phần alcohol trong đó. Và một cái tip nữa mà Jennifer muốn chia sẻ với quý vị đó là đừng có rửa mặt nhiều quá. Tuy nhiên 2 lần một ngày là tốt, nhưng mà có nhiều quý vị nghĩ là ôi mình da dầu, sáng quý vị rửa mặt một lần, chiều quý vị cũng rửa mặt, và tối trước khi đi ngủ cũng rửa mặt nữa. Cứ nhiều lúc mình rửa mặt nhiều quá nó cũng imbalance cái pH nữa. Cái gì mà mình làm nhiều quá cũng đều không tốt. Thì đó là những cái tip mà dành cho da dầu. Thế còn việc chăm sóc như là dùng kem dưỡng da thì sao Jennifer? Về kem dưỡng da thưa quý vị, Jennifer recommend là quý vị dùng những cái loại moisturizer nào mà nó có thể giúp moisturize cái làn da quý vị. Quý vị nghĩ là ô mình da dầu nhưng mà mình không có cần thiết những cái sản phẩm mà làm cho giữ độ ẩm, nhưng mà da dầu cũng rất là cần. So công ty Forever Be More có là cái stem cell cream, là kem tại tế bào, kem tế bào gốc. Trong những cái chương trình trong tuần này thì chị Jennifer và chị Xuân Quỳnh cũng sẽ chia sẻ những sản phẩm đó cho quý vị. Một cái tip nữa cho da dầu đó là quý vị nên nhớ là khi mà mình dùng makeup lên á, quý vị có thể lựa những sản phẩm mà nó gọi là đừng có dùng cái radiant finish á, đừng có cái thành phần bóng trong đó đó. Giống như highlighter, quý vị để ý những nếu mà mình da dầu nó có những cái loại foundation mà nó gọi là matte để cho nó đỡ bóng. Nó đỡ bóng, tại vì trong đó những cái thành phần, nó có những cái thành phần để nó rút cái chất dầu ra. Những quý vị nào mà giống như Jennifer bị da dầu đó, nhớ là đừng có dùng những cái miếng chấm dầu.
Dạ, yeah, Xuân Quỳnh thấy là hồi trước đó mình cũng thấy có nhiều người sử dụng cái miếng chấm dầu lắm phải không? Dạ, yeah. I mean chấm dầu trong lúc đó thì nó work, nó lấy cái, nó rút cái dầu, cái dầu ra liền. Nhưng mà thường thường cái da của mình mà mình bị rút dầu giống vậy, nó sẽ tạo ra dầu nhiều hơn nữa. Ồ, oh, tức là nó tạm thời nó rút dầu thôi, nhưng mà trong tương lai thì nó sẽ làm ra nhiều dầu cho làn da nữa. Dạ, so nếu mà quý vị không cần thiết, quý vị có thể đổi qua là dùng phấn. Giống như trước khi Jennifer lên show, bây giờ là đỡ, Jennifer không còn bị dầu nhiều nữa. Nhưng mà nếu mà có bị bóng thì Jennifer thích là dùng những cái powder, những cái phấn để chấm vào để cho nó, những cái phấn cho đó cho nó rút dầu. Dạ, dạ. Với mà là một người có cái làn da dầu thì Jennifer chăm sóc như thế nào, mà như Jennifer có chia sẻ là bây giờ da của mình không còn dầu như trước nữa. So quý vị có thể uống là nước nhiều vào. Da khô hay da dầu rất là quan trọng là quý vị uống nước nhiều. Thì Jennifer sáng là có một cái container lớn, bỏ nước vào đó, một tí chanh vào, và Jennifer uống đó nguyên cả ngày. Thì Jennifer để ý là sau khi mình uống nước nhiều vào đó thì Jennifer thấy là đỡ dầu. Ngoài đó ra đó, Jennifer cũng đã uống collagen, nước uống collagen của Forever Reborn này cũng cần một năm rồi. Và Jennifer để ý khi mà mình bổ sung cái collagen trong làn da của mình có những cái chất như hyaluronic acid, vitamin C, vitamin E. Dạ, thì trong cái cơ thể của Jennifer thấy là khỏe hơn, và cái da của mình trở lại nó cũng bóng sáng và đỡ dầu hơn nữa. Không biết là vào mùa hè đó thì cái làn da dầu đó, cái này là Xuân Quỳnh phải hỏi Jennifer rất là nhiều, tại vì Xuân Quỳnh là người có cái làn da khô thì vào mùa hè cái làn da dầu mình có cảm thấy là nó tiết ra mồ hôi nhiều hay tiết ra dầu nhiều hơn không? Yes, Jennifer thấy là mình đã đổ mồ hôi rồi thì nó làm cho bóng cái làn da, nhưng mà làn da của mình có nhiều lúc cũng dầu thêm nữa. So Jennifer cũng hiểu biết là thường thường mùa hè đó những người da dầu rất là sợ. Nhưng mà quý vị đừng có lo, công ty Forever Be More đã có rất là nhiều mặt hàng quý vị có thể lựa chọn để chăm sóc làn da dầu mùa hè này. Nói về da dầu thì Jennifer nghĩ là cái nguyên nhân nào mà khiến cho bản thân mình bị da dầu, có phải là do di truyền không? Di truyền plays an important part. Yeah, absolutely. Giống như chị Xuân Quỳnh, da chị da khô nó cũng là một phần tại di truyền trong đó. Giống như em thấy là chị xài rất là nhiều loại kem, chị uống collagen vào thì nó cũng đỡ một phần. Nhưng mà chị thấy là làn da chị cũng vẫn khô phải không? Đúng rồi. Yeah. Thì cái di truyền có thể nói là một trong những cái nguyên nhân chính mà làm nên cái làn da của mình khô hay là bị dầu. Yeah, so những cái factors giống như di truyền thì mình không có thay đổi được rồi. Nhưng mà nếu mà quý vị lựa những sản phẩm mà nó có thể hợp với làn da quý vị sẽ để ý là nó có thể giúp đỡ được. Những người da dầu quý vị có thể để ý, cũng có thể biết là giống như mùa hè nó có thể bị dầu thêm. Nhưng mà theo cái mùa của nó, cái làn da quý vị có thể thay đổi, giống như những người da khô, giống như mùa hè quý vị có thể bị da khô đi. Đúng rồi. Nhưng mà tới mùa đông trở lại nó bị da cũng dầu. Khô. Dạ, hoặc là da khô nó nó cứ thay đổi giống như thời tiết. Nhưng mà có một điểm mà Xuân Quỳnh thấy đó là khi mà mình uống nhiều nước đó thì nó cũng cải thiện rất là nhiều cái tình trạng da khô hoặc là da dầu. Dạ. Đôi khi mình có hay suy nghĩ là da dầu chắc là không có lo thiếu độ ẩm trên da, nhưng mà cái đó là hoàn toàn không phải, phải không? Da dầu cũng gặp phải thiếu cái độ ẩm trên da nữa. Thưa quý vị, so cái sản phẩm ngày hôm nay mà Jennifer muốn share với quý vị đó là cái sữa mặt nhẹ. Nếu mà quý vị chưa xài qua những cái loại rửa mặt, Jennifer recommend cái sữa mặt nhẹ cho những người da dầu. Khi quý vị xài đó, sáng quý vị chỉ cần xài một ít thôi, khoảng nửa đầu mùa thì nó sẽ bọt ra rất là nhiều. Quý vị xả bằng nước ấm vào, và cái nhẹ trong sản phẩm này kết hợp chung với lại cái olive oil, quý vị sẽ thấy là cái da quý vị sau khi mình xả mặt lại nó không có bị căng và nó không có bị khô. Đúng rồi, đây là cái điều rất là đặc biệt quan trọng, tại vì Xuân Quỳnh sử dụng rất là nhiều cái loại sữa rửa mặt khác và đa số Xuân Quỳnh cảm thấy là cảm thấy khô sau khi mà mình rửa mặt. Tuy nhiên đối với sản phẩm sữa rửa mặt nghệ từ công ty dược mỹ phẩm Forever Be More thì Xuân Quỳnh cảm thấy một điều đó là nó còn giúp ngăn ngừa mụn nữa đó Jennifer. Dạ đúng rồi. Cái tinh bột nhẹ với cái dược tính là kháng viêm phải không? Dạ đúng rồi. Even though quý vị dùng cái tinh bột nhẹ này để rửa mặt á, nhưng mà những cái olive oil nó giữ cái chất nhẹ đó và nó thấm vào cái làn da quý vị thì càng nhai quý vị sẽ thấy là nó đỡ bị mụn nữa. Đúng rồi, và thậm chí là nếu mà ai mà các bác nào mà ở nhà mình có con em á mà đang trong cái quá trình mà tuổi dậy thì đó thì các em rất là dễ bị mụn, thì Xuân Quỳnh recommend là mình nên sử dụng cái sản phẩm này, một cái sản phẩm rất là tốt, rất là nhẹ nhàng cho cái làn da và hoàn toàn là tự nhiên.
Dạ, trong cái sản phẩm serum mặt nhẹ này đó, đầu tiên có là glycerin. Glycerin biết là quý vị biết là một cái thành phần rất là quan trọng để giữ độ ẩm cho làn da. Nó nuôi dưỡng những cái lớp bề da quý vị mà cần thiết giữ độ ẩm. So glycerin có trong rất là nhiều sản phẩm, và trong cái serum mặt nhẹ này cũng có cái chất glycerin. Cái tiếp nữa trong đây nó có đó là những cái growth factor sẽ giúp tái tạo cái làn da quý vị, giống như olive oil nè, có cây carnauba để làm dịu cái làn da xuống và sẽ kết lỗ chân lông quý vị lại. Quý vị biết là mình sẽ có da dầu đầu tiên tại vì cái lỗ chân lông của mình có nhiều lúc nó bị to ra. Đúng rồi, dạ. Nó bị hở cái lỗ chân lông đó, dạ. Và cái tình trạng mà cái lỗ chân lông to khi mà mình make up cũng không đẹp chút nào. Dạ, so quý vị có thể sẽ kết lỗ chân lông lại bằng cách là dùng cái sữa rửa mặt nhẹ này mỗi ngày 2 lần, sáng lần, tối lần. Sản phẩm sữa rửa mặt nhẹ cũng giúp là làm dịu và chữa lành những cái mụn trứng cá trên làn da cũng như những cái mụn đen. So quý vị để ý những cái tuổi teen á, cái mụn của họ rất là khó để trị. So quý vị có thể tìm đến cái sữa rửa mặt nhẹ để trị những cái loại mụn đó. Trước khi mà Xuân Quỳnh nhớ là trước khi mà mình sử dụng sữa rửa mặt nhẹ đó là cứ hàng tháng á là Xuân Quỳnh hay xuất hiện mụn lắm. Dạ. Nhưng mà từ khi mà sử dụng sữa rửa mặt nhẹ đó, một điều thấy rõ ràng là không còn bị mụn nữa. Dạ. Và cái bột nhẹ, cái nhẹ trong đây nó cũng giúp á, là mờ các vết thẹo trên làn da. So nếu mà quý vị có thẹo giống như từ mụn, quý vị có thể xài cái sữa mặt nhẹ hàng ngày kết hợp chung với lại kem nhẹ để giúp trị những cái vết thẹo trên làn da của mình. Một cái như Jennifer rất là thích đó là nó giúp cải thiện cái kết cấu của làn da của quý vị. So nó có thể loại bỏ những cái da cũ và nó giống như regenerate. Dạ. Và nó tạo nên một cái lớp da mới fresh hơn và tái tạo cái làn da mới của chúng ta. Dạ, và quan trọng nhất á, là sau khi quý vị xả cái sữa rửa mặt nhẹ qua, nó sẽ không có làm khô làn da quý vị. Quý vị để ý có những cái loại sữa rửa mặt quý vị đang xài ở nhà, sau khi mình rửa mặt sạch á, nó rất là khô và nó khó chịu cái làn Đúng da. Rồi. Và mình cảm nhận thấy là cái làn da của mình nó bắt đầu nó thay lại, nó phông, nó chặt lại, nó cảm thấy rất là khó chịu. Thì đến với sữa rửa mặt nhẹ, Xuân Quỳnh rất là thích. Mình mặc rửa mặt xong đó, mình cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Mà mình sờ vào cái làn da thì mình cảm thấy rất là mịn màng nữa. So sau khi quý vị dùng sữa rửa mặt nhẹ trong cái skincare routine quý vị á, quý vị sẽ để ý là cái làn da của mình nó đỡ dầu, lỗ chân lông của mình nó sẽ khích lợi, cái làn da của mình nó mềm mại và nó trắng sáng, tại vì tinh bột nhẹ rất là quan trọng và tốt cho làn da của mình. Cái này một sản phẩm Jennifer thấy là nó rất là hợp với túi tiền, nó chỉ 25 đồng một tube thôi. Và cái tube này quý vị xài rất là lâu, tại vì quý vị nhớ là mỗi lần mình xài một ít thôi, không có cần xài nhiều. Và quý vị chỉ cần xài sáng lần, tối lần. Một lần nữa quý vị có thể xài cái này với lại bất kỳ loại kem quý vị đang có ở nhà, nhưng mà lúc nào quý vị cũng muốn có một cái sữa rửa mặt nhẹ, một cái loại sữa rửa mặt tốt hết. Ngoài cái sản phẩm sữa rửa mặt nhẹ ra thì một cái sản phẩm khác mà Jennifer có chia sẻ đó là mình sử dụng peeling gel. Thế thì cái cách mình sử dụng peeling gel nó như thế nào và cách bao lâu thì mình dùng một lần? Jennifer có thể chia sẻ lại. Cái soft touch peeling gel trị giá là 15 đồng. Nhưng mà nó cũng là một trong những cái best seller của công ty Forever Be More. Những cô nào mà đã xài qua soft touch peeling gel, có lẽ những cô cũng sẽ hiểu biết tại sao quý vị rất là thích cái soft touch peeling gel. Cái đó một tube vậy đó quý vị cũng có thể xài rất là lâu, tại vì quý vị nhớ là mỗi lần mình xài đó, mình xài một ít thôi, và cái đó mình có thể dùng nhiều nhất là hai lần một tuần. Và mình dùng là trước khi mà mình đi ngủ hay Jennifer? So Jennifer thích là tối khi mà mình tẩy trang rồi đó, mình lấy những cái make up ra, quý vị dùng cái soft touch peeling gel xịt ra trên tay quý vị và lấy tay và chấm lên trên trán, hai con má và dưới cằm, và từ đó lấy những cái móng tay của mình để kỳ massage ra. Massage vào cho mặt, quý vị sẽ thấy trong vòng một phút á, nó sẽ bong những cái da chết của quý vị ra. Sau đó mình xả nước bằng nước ấm lại và tiếp theo với lại cái sữa rửa mặt nhẹ. Và sau khi đó Jennifer thích là đắp mặt nạ vào. Và nhắc đến đắp mặt nạ thì mình có cần phải lựa chọn một cái loại đắp mặt nạ nào cho cái làn da dầu của mình không? Hay là mình dùng loại nào cũng được? Dùng loại nào cũng được hết. Nhưng mà Jennifer thích cái mặt nạ rắn của Forever Be More. Cái mặt nạ rắn quý vị có thể lên mạng foreverbeware.com để xem thêm chi tiết về cái đó và coi nó ra sao. Nhưng mà cái chất nó gọi là cái chất venom của cái rắn trong đó kết hợp chung với lại collagen, những cái vitamin khác á, khi quý vị đắp vào đó, nó sẽ giúp là đẩy những cái moisture đó, những cái thành phần quan trọng là cái thành phần cái snake venom vào deep sau khi vào cái làn da quý vị, thì nó sẽ giúp á, là cải thiện cái dầu tốt cho làn da.
khi quý vị có thể balance cái pH đó và làm cho dầu tốt cho làn da đó, quý vị sẽ thấy là nó đỡ dầu trong vòng một hai lần mình xài thôi. Rất là cảm ơn Jennifer đã chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích liên quan đến cái vấn đề là da dầu. Nguyên cả tuần này chị Jennifer và chị Xuân Huỳnh sẽ tiếp tục với lại quý vị, share với quý vị về cái cách chăm sóc làn da dầu. So quý vị có thể tiếp theo với chương trình mỗi ngày từ 6 giờ đến 7 giờ giờ Cali, và ngày mai Jennifer và chị Xuân Huỳnh sẽ chia sẻ cách dùng những cái loại moisturizer và những cái loại serum cho da dầu. Và nếu mà quý vị có những cái show topic hoặc là những cái câu hỏi về chăm sóc làn da, quý vị có thể theo dõi Forever Be More trên Facebook. Quý vị có thể chat với lại những cô, có thể những cô sales trực tiếp trên Facebook. Những cô đó có thể tư vấn làn da quý vị và lựa chọn những cái sản phẩm nào mà sẽ thích hợp với làn da quý vị. Còn Forever Be More cũng đang có chương trình là gửi những cái sample miễn phí cho quý vị. So nếu những quý vị nào ở xa hoặc là không có cơ hội để ra hai chi nhánh của Forever Be More, quý vị có thể xin những cái sample đó, công ty Forever Be More sẽ gửi đến cho quý vị xài. Và những cái sample này cũng là xài rất là lâu, gần một tuần lận, so quý vị có thể dùng trên làn da và coi mình có thích hợp với làn da mình đúng hay không. Và sau một tuần là mình có thể cảm nhận được cái sự thay đổi trước và sau khi sử dụng những cái sample này, để mà từ đó mình quyết định là lựa chọn cái sản phẩm đó có phù hợp với mình hay không. Thưa quý vị khán giả, là những cái quý vị khán giả nào mà bị mụn đó, có làn da mình bị mụn đó, thì sản phẩm sữa rửa mặt nghệ và kem nghệ là hai cái sản phẩm mà rất là thích hợp. Và bởi vì trong nghệ thì nó có tính chất là nó có cái dự tính là kháng viêm. Từ khi mà Xuân Huỳnh sử dụng sữa rửa mặt nghệ thì cảm thấy là hàng tháng mình không còn phải đối mặt với cái tình trạng bị mụn nữa, rất là vui luôn. Dạ đúng, hồi nãy trong cái commercial break á, cũng có một cô đó, cô điện vào, cô tìm những cái sản phẩm cho cháu của cô. Con trai 17-18 tuổi trong cái thời điểm đó cũng đang thay đổi cái hormone, so có nhiều lúc mấy em nếu mà không có săn sóc làn da kỹ sẽ bị nổi mụn thêm. Thì công ty Forever Be More recommend cho những em 17 trong tuổi teen mà đang bị nổi mụn á, đầu tiên là mình uống nước nhiều vào, và kế tiếp nữa là mình uống tinh bột nhẹ. Thì những trẻ em trai đó họ không có thích dùng những cái sản phẩm trên làn da, họ đặc biệt là có mùi nữa phải không, những cái sản phẩm mà có mùi. Nhưng mà quý vị có thể điện vào và công ty Forever Be More recommend đó là những em trai đó mà đang trong cái thời điểm teen, đầu tiên dùng là sữa rửa mặt nhẹ mỗi ngày 2 lần, rất là dễ dùng, nó không có để lại cái mùi nồng và mấy em có thể thoải mái mà dùng. Kế tiếp nữa là dùng một cái loại kem chống nắng bằng nhài. Con trai thì nó không có thích những sản phẩm mà để lại vết trắng hay là có mùi hay là bị rít trên làn da. Và tối đó thì những em có thể dùng là cái kem nhẹ, chỉ chấm lên một tí xíu trên những cái vết mụn thì qua bữa sau là nó lặn xuống liền. Nếu mà quý vị đã xài những cái bộ trị mụn qua cho mấy em đó, quý vị thấy là nó làm cho làn da rất là khô, nó mắc tiền nữa, quý vị không có cần thiết bỏ mấy trăm đồng ra trong những cái bộ trị mụn. Mấy tuần nay ông đi Forever Be More rất là may mắn quý vị, có rất là nhiều quý vị thắc mắc về sản phẩm này, đó là cái miếng che nắng một cặp vậy đi, là hai miếng, một miếng lớn và miếng nhỏ. Miếng nhỏ quý vị có thể dùng phía trước khi mà mình lái xe để cho nó an toàn và nó không có block cái blind spot của mình. Tại sao cái sun stop nó rất là tốt khi mà mình lái trong traffic, mình bị kẹt xe. Tại vì khi quý vị dùng nó không có block cái blind spot và nó có thể giữ nhìn cái làn da quý vị. Thưa quý vị, cái KT sun stop đó, một cặp vậy đi là hai miếng, một miếng lớn và miếng nhỏ. Sản phẩm này trị giá là 15 đồng. Nếu mà quý vị có thể muốn mua thêm một bộ nữa cho bạn mình hay gia đình mình, quý vị có thể mua là hai cặp là 4 miếng, chỉ có 25 đồng thôi. Và cái sản phẩm này nó rất là, cái chất lượng rất là cao. Quý vị chỉ cần một cặp là quý vị có thể xài nguyên suốt đời, tại vì cái quality của nó đó rất là cao, quý vị không có thể nào mà cãi đó được hết. Và công ty Forever Be More đã hợp tác với lại KT Sun Stop để lựa chọn một cái quality mà even though ánh nắng nó đi vào mỗi ngày nó sẽ không có hư cái miếng này. Một cái điều Xuân Huỳnh rất là thích đó, là mình có thể mang được từ xe này sang xe khác, hoặc là mình có thể đưa ra người ngồi đằng sau ghế cũng được luôn. Công ty Forever Be More có tới 4 màu để quý vị lựa chọn nữa, màu xanh, màu xám, màu biển, màu cỏ. Quý vị có thể lên là foreverbemore.com để coi những cái loại màu đó. Nếu mà quý vị chưa xài qua Jennifer recommend, nó là một cái sản phẩm mình chưa nghĩ đến, nhưng mà sau khi mình xài rồi đó cảm thấy là không thể nào thiếu được. Đúng.
So một phần nữa Jennifer xin mời quý vị điện vào nếu mà quý vị có trẻ em ở nhà đã bị mụn và quý vị không biết cách nào để trị. So cái số đó là 888-933-7624. Và thưa quý vị, rất là tiếc thời gian của chương trình không còn nữa. Quý vị có thể gọi điện thoại vào để cho Jennifer qua số phone là 1888-933-7624. Và Xuân Minh cũng như Jennifer xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng trong khung giờ từ 6 giờ cho đến 7 giờ.